tàu lặn Titan từng bị xét đánh khiến nó bị hư hại nặng nề hồi năm 2018. Theo Daily Mail, trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2020, ông Stockton Brush, 58 tuổi, giám đốc điều hành công ty OceanGate lúc đó, đã tiết lộ thông tin gây sốc về tàu lặn Titan. Cụ thể, nó bị hư hại nặng nề sau khi bị xét đánh hồi năm 2018. Ông Brush kể rằng tàu lặn Titan bị xét đánh gián tiếp ở Bahamas trong một lần lặn thử nghiệm vào cuối tháng 4 năm 2018. May mắn đó không phải là tia sét trực tiếp, nếu không chúng tôi đã bị đẩy ra khỏi tàu lặn. Ông Rush nói với phó chủ tịch công ty Teledin Marine, Max Berini trong cuộc phỏng vấn, hơn 70% hệ thống nội bộ của tàu lặn bị hư hại theo lời ông này. Sau khi bị sét đánh, tàu lặn Titan phải hoãn chuyến thăm sát tàu Titanic và thay thế các bộ phận bị hỏng trong vài ngày. Tháng trước, tàu lặn Titan nổ tung khi thực hiện chuyến thăm sát tàu Titanic. Thảm kịch khiến 5 người trong khoang, bao gồm ông Rush thiệt mạng. Ông Rush từng tuyên bố việc đi sâu so vào Đại Tây Dương bằng tàu lặn Titan an toàn hơn so với việc băng qua đường phố, mặc dù hàng chục chuyên gia cảnh báo hồi năm 2018 rằng các phương pháp thử nghiệm của Ocean có thể dẫn đến thảm họa. Năm 2019, một chuyên gia cảnh báo ông Rush về việc nghe thấy tiếng động giống như từ vết nứt trong một lần lặn nên đề nghị dừng hoạt động của tàu lặn này. Tuy nhiên, sau quá trình sửa đổi, thì ông vẫn tiếp tục đưa khách hàng lên con tàu. Ngoài ra, có thông tin tiết lộ hồi năm 2021, tàu lặn Titan bị mất hệ thống đẩy ở một bên khi đi xuống đại dương.